Ê Phương, đang quạo nha. Phương ơi. Dạ. Không có, Bự định hỏi là Phương có khát nước không? Bự lấy trà đá cho Phương. Dạ. Phương nhịn luôn đi. Trời ơi, thôi nín đi, khóc hoài. Ở ngoài đường khoát tay rồi dựa vai, khóc rồi người ta tưởng tao với mày ấy không? Nhưng mà ba ơi, đây là một chuyện rất quan trọng lắm với con. Người ta nói là người ta sẽ lăn xe con sau chuyện này. Nhưng mà giờ em mày có chịu giúp đâu, khóc lóc như vậy à. Hay là con nói chuyện với em con là con bị bệnh nan y, được đóng vai diễn chính ấy, thì đó là ước nguyện cuối cùng của con. Cắt. Không mệt quá, đó em mày ở đây đó, muốn nói gì nói đi. Phương ơi, Phương. Ông có nói là cắt, đừng có diễn nữa. Nhưng mà hai bị bệnh thật mà. Mệt quá. Cái gì Út cũng có thể giúp cho ba với anh hai được, mà riêng chuyện này thì không. Phương. Miễn bàn. Phương, con cái con. Miễn bàn, con đã nói là miễn bàn, ba nghe chưa? Ông ơi, ảo ố, ui buồn án rồi nó ố. Cái gì vậy nó ị? Nó ố an ị, ắt kẹt con ốc con. Nó bị kẹt vô tóc con, hiểu không? Do trời khô máu với nó luôn à. Ân à, ông à mẹ ẻ coi rồi, ngồi ăn ai cái ăn luôn rồi ai á. Bây giờ sao anh? Đi về hả? Đi rồi đi. Con cái em mày có sao không? Trời đất ơi, cái gì vậy? Phương ơi, sao gia đình gì mà không có ai lo lắng cho nhau vậy trơn vậy? Trời ơi, Phương sợ gián lắm, Phương xỉu là đúng rồi. Phương ơi, Phương có sao không vậy? Ê Luân, chuyện này chỉ cần nói với Nhã là xong phải không? Ngày mai á, có gì để em thuyết phục Phương giúp đỡ mình ha. Mày nè, sao tự nhiên mày lại nói mày là tài xế vậy? Tự nhiên lúc đó thấy khùng sao á. Lúc đó Phương nói là Phương không có muốn kết bạn với người giàu, cho nên sợ quá nên nó nói đại là em làm tài xế. Giờ mới thấy phiền thiệt. Thôi bây giờ từ từ tính. Mày nè, Nhã sao rồi? Chị hai em á thì hôm nay về sớm, nhưng mà không thấy bước ra khỏi phòng. Alo. Không có chuyện gì nữa thì thôi nha. Bye. Alo. Xin lỗi đã làm phiền cô giờ này, nhưng mà tôi có một đoạn video, nhờ cô xem giúp được không? Tôi đã gửi qua email rồi đó. Được rồi, tôi sẽ xem, rồi tôi gọi điện thoại lại cho anh ha. Cô có thể xem liền được không? Có thể nhờ đoạn video này mà tôi được nhận vai nam chính á. Ok, tôi sẽ coi liền, sau đó tôi gọi điện thoại cho anh. Cảm ơn nha. Yến. Dạ. Nghe ba nói nè, tại sao con là người xấu, con đây hại người vậy Yến? Hả? Con xin lỗi ba, con thật xấu xa. Yến, làm sao mày đấu lại cháu Nhã? Mày sẽ bị thất bại, thảm hại, tồi bại. Con thật đáng đời. Chị Nhã, em xin lỗi chị nha. Em sai rồi. Ba đánh con đâu bây giờ, con khóc đó.
diễn xuất tuyệt vời. Tối nay tôi sẽ ngủ rất ngon. Cảm ơn anh nhiều lắm. Rồi sao? Giờ tôi đi ngủ được chưa? Cảm ơn ba nhiều nha. Ngày mai con sẽ kho ba ăn xíu quách nhà bà bé bự á. Cái gì vậy mày, cái gì vậy mày? Cô quên. Chỗ này không phải để massage. Dạ. Nè, nói nghe nè. Mày làm vụ này á là vì tình yêu hay là vì mày muốn bù đắp? Là vì... Vì gì? Còn không nói đâu, để cho bà bắt gũi chơi. Cái thằng quá đáng nha mày. Nãy giờ tao giúp mày nhiều rồi nha, nha. Im lặng cho cả nhà ngủ coi. Thiếu 2 triệu rồi đó, tụi bay trả đi rồi tao không có bán thiếu nữa. Cái gì vậy? Cái nhỏ nhỏ làm gì nó lớn vậy? Thì từ tao trả. Cứ ghi vô phần của chị hai luôn đi. Đâu có được mày, cái nào phải đâu. Nó đây. Làm gì nó lớn vậy? Hai nghe bây giờ. Để. Cái gì vậy? Tụi bay bị điên hả? Cái gì? Nếu như mà mày chịu xóa nợ cho tụi tao thì tụi tao sẽ giúp mày hoàn thành đại sự của cuộc đời mày. Đồng ý không? Tao chưa hiểu lắm. Trời ơi. Dạ. Gì vậy? Ok nha. Hôm nay hả? Không phải, bên đây. Bé bự, mở cửa. Ở phòng này không? Thì phải, 100% luôn á. Kêu có ai trả lời đâu. Để em gọi cho. Bé bự ơi, mày chỉ bệnh nan y thôi mà, có gì đâu mày đòi tự tử. Mở cửa ra đi. Bé bự ơi này kêu cho nó chết ở chổng luôn quá. Tụi bay canh chừng coi có bảo vệ không. Bự, nó đâu rồi? Dạ mấy này. Bự, nó núp đâu rồi? Hả? Thằng này. Người đâu tụi bay? Dạ đây. Ê, tao đã nhắn tin cho cô Phương rồi. Nó bảo là xong việc nó sẽ qua đây. Ê, thôi, kiếm cho nào ngồi đi. Alo. Sao? Phương xỉu rồi hả? Tụi bay làm tốt lắm. Ừ, khách sạn nào phòng số mấy để tao tới. Ok. Bây giờ sao? Núp. Đi chưa? Ủa, đâu rồi ta? Thì tao đang lên nè. Yên tâm đi, đợt này tao với Phương mà cưới nhau, tao cho hai tụi bay nguyên con heo quay luôn. Phương ơi, Phương đâu hả? Phương tao đâu? Trả lại cho tao. Ôi dạ, con biết ở đâu đâu mà trả. Bắn nó, bắn tim, bắn nó khai ra. Phương đâu? Lo dữ lên. Phương đâu? Phương đâu, con biết gì đâu. Tướng đẹp dữ ha.
Em có sao không? Sao trăng gì ở đây? Hai cái giò cháo quẩy với cái bánh tiêu rồi nè. Làm gì suy nhê được em? Trời ơi, coi kìa. Mà cũng ghê ha. Làm sao? Đạp cửa xông vô luôn. Chân hết đau rồi hả? Sức mạnh của tình yêu mà. Nói gì vậy? À không à, à, ý của hai là xong chuyện ở đây chưa? Mình về đi ha. Đợi anh với lại đó. Luân. Nè, hai cái con này, hai cái đứa đàn em vô văn quá, thiếu giáo dục, thiếu giáo dục. Vậy hai của tụi bay cũng dám bán đứng nữa hả? Hả? Dạ, em xin lỗi hai. Tại tại cái thằng bự này nè, nó cứ dí nợ tụi em hoài à. Dạ, thì tại tụi em nghĩ chị hai là con gái thì cũng đâu mất mát gì đâu. Có lỗ gì thằng bự này nó lỗ nè. Em chết lâm sàng. 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 Đã nói bao nhiêu lần rồi hả? Đàn ông con trai mà không biết giữ gìn, đi ra ngoài chơi là thiệt thòi nghe chưa? Thiệt, con gái nó không có thiệt thòi cái gì hết. Không biết giữ gìn suốt ngày phơi phới ra vậy á. Rồi hả, hỏi coi đứa đàn bà con gái nào chịu lấy cho. Ờ. Đứa nào chịu lấy. Ai đứa nào chịu lấy cho. Nói tao biết rồi mà. Thì mày mốt người ta không dám nữa được chưa? Giờ có cho vàng cũng dám nữa. Ok nha. Ok nha. Rồi, thông báo cho mấy cưng đó là hên cho mấy cưng ha. Bữa nay chị vui, chị tha cho. Mà bây giờ nằm yên cái tư thế này trong vòng 10 tiếng đi. Vậy 10 tiếng. 10 tiếng. Ui da đau bụng quá. Trang đi coi anh ấy. Quýnh hoài. Mày nằm 10 tiếng không cho đi vệ sinh sao chịu được. Im coi. Em đã nói là không đi làm là không đi làm. Không có bàn chuyện này nữa. Ờ, thật ra không phải vậy đâu Phương à. Mà mọi chuyện là... Miễn bàn đi. Phương à, mọi người đang rất cần sự giúp đỡ của Phương. Phương có thể suy nghĩ kỹ lại một lần không? Bất cứ chuyện gì cũng được. Nhưng mà riêng chuyện quay trở lại phim trường đó thì... Tôi xin lỗi. Út à. Út về đây. Út. Phương. Phương. Sao con nhỏ này cứng đầu vậy ta? Anh đừng có trách Phương. Phương có nỗi khổ của mình. Nó thì có nỗi khổ gì chứ? Cô ấy từng là một đạo diễn tiềm năng, rồi gặp một tai nạn ở phim trường. Cô ấy bỏ nghề trong sự tiếc nuối của rất nhiều người, nhất là bác gái. Bác gái đã tìm đủ mọi cách để Phương làm lại từ đầu, vẫn chưa thành. Ủa? Sao cái chuyện gì mày cũng biết vậy? Khi anh thương một ai đó thì anh sẽ luôn muốn biết mọi chuyện như người đó. Thôi, em về trước đây. Em sẽ tính cách khác. Ừ. Mà chắc từ đó tới giờ anh chỉ biết nghĩ cho mình thôi đúng không? Hả? Ê, Luân! Luân! Ý mình là trước giờ tao sống vì bản thân tao thôi hả? Hai không sao đó chứ? Hai không sao, chỉ hơi ho trong người một chút thôi. Sao vậy? Hai bị gì vậy? Hai bị sinh bụng. Cái gì? Bị sinh bụng hả? Ờ. Ủa? Sao vậy Út? Là cái đêm đó làm hai bị sinh bụng đúng không?
Sao Út biết? Trời ơi, đã nói con trai con đứa đi chơi phải biết giữ gìn chứ. Bây giờ thiệt thòi rồi làm sao? Thiệt tình luôn á. Rồi nó nói làm sao? Nó nói là việc này không có liên quan gì đến nó. Nó dám mở miệng thiếu trách nhiệm vậy hả? Rồi hai trả lời với nó làm sao? Thì hai biết nói sao bây giờ? Hai đâu có muốn cãi lộn đánh nhau với nó. Rồi ok, nếu mà hai không muốn cãi lộn hay đánh lộn với nó, để Út làm thay hai. Con đó nó mở miệng thiếu trách nhiệm rồi ha. Bây giờ là mình chơi tới nó luôn. Đi ra ngoài gặp nó, em mới gặp nó ngoài, xúc nó luôn. Đi, xử nó. Ê, đi. Ê, 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 ê. Dạ chị. Coi như là cái bối cảnh chính của phim mình á là cái xe hủ tiếu đó. Em là em tìm được rồi. Đó. Bây giờ cái vấn đề là chiều nay là chị tới gặp Chiến, chị họp giùm em nha. Dạ, em cảm ơn chị. Dạ, bye chị. Chị, coi như là chiều nay là tổ quay phim nè, tổ thiết kế sẽ qua họp với chị. Ok. Nè, tôi muốn nói chuyện với chị. Có chuyện gì à? Giờ chị tính sao với anh hai tôi đây? Trời, gì vậy Phương? Để đó, Út nói chuyện cho. Tôi nói thiệt nha, tôi không hiểu con nó tính là tính cái gì nữa. Nè, anh hai tôi đang có con với chị. Tôi muốn hỏi chị tính như thế nào với anh hai của tôi? Sao biết đó là con tôi? Chắc gì đứa con đó là của anh. Nè, chị dám xúc phạm anh hai tôi kiểu nào tôi chơi tới chị luôn á nha. Tôi báo chị biết nha, chị phải có trách nhiệm với anh hai tôi và cả đứa bé nữa. Ok, cứ coi như là tôi có con với ổng đi. Tôi sẽ chi tiền để chu cấp cho đứa bé. Còn trách nhiệm cái gì? Quên đi. Bởi vì anh ta đã chia tay tôi với ổng không có mối liên hệ gì nữa hết. Vậy nha. Nè, chị đứng lại đó. Sao nữa? Không phải má cô với cô không cho tôi quen anh cô hả? Bây giờ thấy tôi có chút địa vị rồi chèo kéo. Là sao? Là sao? Nè, chị dám ăn nói xúc phạm. Thôi, 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 thôi. Rồi cái đêm hôm đó là cái gì mà ăn chua rồi bị ói nữa. Rồi hai còn nói là nó không chịu trách nhiệm nữa. Trời đất ơi, là vô đêm hôm trước hai đi ăn hột vịt lộn cho nên bị sinh bụng. Sinh bụng theo nghĩa đen á. Xong rồi hai mới ra gặp thằng bán hột vịt lộn, bắn vốn nó. Thì cuối cùng nó bảo là hai ăn bậy bạ ở đâu đó, nó không chịu trách nhiệm. Rồi cái vụ ói với lại sinh bụng á là hai bị sinh bụng. Sau đó thì mắc ói xong rồi lạc miệng. Lạc miệng sau đó ăn đồ chua. Thế thôi. Trời ơi, thiệt tình luôn á. Vậy cũng được nữa. Thôi mà thôi đi. Trong cái hiểu lầm có cái hiểu đúng. Bây giờ hai thấy rồi đó. Thấy chưa? Nó lật mặt với hai rồi đó. Nó cũng không có vừa gì đâu. Thôi bỏ đi. Dù gì hai với lại cô ta cũng đã chia tay rồi. Về đi Phước. Bye bye. Biết lỗi mà. Ê, thằng Minh nó ghê vậy hả? Đổi tình lấy dây diễn luôn. Đổi gì? Lừa tình thì có. Ông ngàn tấn nó nói hả? Nó gài con người ta. Ê, rồi cuối cùng có dây diễn không? Ai biết. Trời ơi, ở ác nên bị quả báo. Âm mưu bị lật tẩy. Chứ anh đâu được gì đâu. Mà nghe đồn á là hồi sáng này nè, là có con nhỏ em giang hồ lên nữa. Mà hai anh em bị làm cho ông trận bỏ về luôn. Trời ơi, không ngờ Minh nó sống bậy bạ với trời. Đàn ông con trai gì mà lẳng lơ ghê. Ê ê, mà tôi đang chiên cá nhà, hay là qua nhà tôi nói chuyện đi. Ờ, để tôi chiên cá nữa. Nắng quá. Thôi. Sớm này hỏi cái nhiều chuyện à. Bây giờ tôi phải lên đoàn phim sớm để thông báo chuyện của thằng Minh cho người ta đề phòng. Còn mấy ông á, về cẩn thận đi. Cái ngữ đó cũng thích giật vợ thác lắm á. Ờ, nó đúng đó. Thôi mình đi thông báo hàng sớm biết đi, để đề phòng. Ừ. Cái gì vậy? Còn nhìn gì vậy? Quét nhà xong rồi bây giờ làm gì ba? Quét nhà xong rồi lau nhà đi con. Ba làm gì? Ba đang làm này xíu. Đầu tay quá. Ba ơi, cứng quá.
Lau nhà xong rồi bây giờ làm gì ba? Giặt đồ. Tôi giặt rồi. Ủi đồ. Con ủi đồ xong rồi ba. Vậy hả? Nấu cơm đi con. À, chứ ba làm gì? Đang giặt giá thấy hả mày? Sao ba nhặt hoài vậy? Giá nó ngầm quá chất. Thọt dùng thúi móng luôn. Mình làm không? Dạ. Giá cứng ngắt, mẻ không gãy nữa. Nấu cơm xong rồi ba. Vô chờ nhà tắm. Ba làm gì? Nhặt giá. Ba nhặt hoài vậy? Đóng một rổ nè. Ba lật có mấy cọng giá mà làm như là chặt củi không bằng á. Bắt một mình con làm chuyện nhà sáng giờ. Từ nãy mấy cọng giá kia nó cứng lắm mày ơi, làm mệt lắm. Chứ ngồi rên nãy nhẹ còn mệt hơn làm nữa. Nó mệt quá. Cha con nhau tính toán gì vậy con? Phải tính chứ. Ba có biết là làm công chuyện nhà cực như thế nào không? Còn còng hết cả lưng, khô hết cả khớp, chai hết cả tay rồi nè. Ba nhìn không? Nè nè nè. Mày có nói quá không? Đứng lại. Nghe không? Phương. Tính đi gây chuyện tới khi nào đây? Con không có đi gây chuyện. Tại vì cái thằng đó thường xuyên đặt điều nó xấu anh hai. Con chỉ ra con nói chuyện với nó phải quấy thôi. Còn mà nó té bị thương không có liên quan gì tới con hết. Nếu như ngày thường con không đi tụ tập đầu đường cuối phố, đừng có để người ta mặc định con là giang hồ, thì khi xảy ra chuyện không ai nghĩ con là giang hồ thích đánh người hết á. Má chỉ có một mình con là con thôi. Con có chuyện gì má sống sao đây? Ủa mình... Thắc mắc cái gì? Không nghe người ta nói sao? Con trai là con của người ta. Con đó, bắt đầu từ ngày mai đi theo má đi làm. Má biết là tại sao con tránh không muốn ra phim trường rồi mà. Con không có đi làm đâu. Phương. Phương. Tất cả cũng tại đàn ông. Đàn ông hư thúi. Ở nhà ở không cũng có biết dạy con. Đúng là con hư tại cha mà. Má đừng là ba nữa. Con sẽ đi làm với má. Ủa, sao lại đổi ý vậy? Chị muốn cho hai đứa khoác lác kia một trận thôi. Tụi nó sẽ phải trả giá vì dám làm tổn thương hai. Mà yên tâm đi, xong vụ này hả, Út sẽ chuồn êm, không đi làm với má nữa. Thôi vô vấn đề chính đi, sắp hết thời gian rồi. Kế hoạch của mọi người là cái gì? Thưa má, con mới về. Xin phép má, con lên phòng. Nè, nhớ là chỉ còn 2 ngày thôi đó nha. Con biết rồi má. Ủa, sao nói là tối nay có chè ăn mà? Không cho ăn nữa. Chuyện gì nữa đây? Mình tính đuổi con Nhã đi thiệt hả? Lần này mình đừng có chen vô. Cái con nhỏ đó đó, không dạy nó là không kịp nữa đâu. Nhưng mà... Tôi lên lầu đây. Thiệt tình, con với cái mà. Tại sao lại tự ý liên lạc ra điều kiện đổi viên đá lấy vai diễn với bà Thanh? Bởi vì không ai giúp mình, cho nên mình phải tự giúp mình thôi chứ biết làm sao giờ chị. Đang đi chung đường, đừng có tự ý rẽ hướng. Tôi nói tôi sẽ sắp đặt vai diễn cho cậu. Tôi sẽ làm. Tập tức cắt đứt liên lạc với bà Thanh. Bà ta không có dễ chơi đâu. Mà cậu cũng đừng có để cho công sức của tôi đổ sông đổ biển. Đang cảnh cáo tôi. Đúng. Con đường còn rất dài. Đừng vì cái lợi trước mắt để rồi mất cả chì lẫn chài. Tôi nói một lần cuối cùng, nghe cho kỹ nè. Cậu không đối phó được với bà Thanh đâu.
nói dai nói dài. Nãy giờ cô cũng chỉ sợ là tôi làm hư chuyện của cô chứ gì. Khó khăn lắm tôi mới chờ được tới ngày này. Tôi sẽ không tha thứ cho bất kỳ ai phá hỏng nó đâu. Chị yên tâm, đó cũng là cơ hội của tôi, cho nên tôi không bao giờ phá hỏng nó đâu. Ok, tốt. Tôi có việc đi trước, có gì liên lạc sau. Nhớ giữ viên đá cho cẩn thận đó. Alo. Tôi sẽ sắp xếp cho anh vào vai nam chính thứ hai của bộ phim truyền hình mà tôi đang quay. Và dĩ nhiên, đây sẽ là bước đệm để cho anh tiếp tục đảm nhận vai chính những bộ phim kế tiếp của tôi. Nếu như anh đồng ý, tôi sẽ lập tức ký hợp đồng và ngày mai đi quay. Dĩ nhiên, điều kiện trao đổi là viên đá. Để tôi đọc kịch bản coi vai làm sao đã. Tôi phải quay cho kịp tiến độ. Nếu như anh chưa kịp quyết định thì... Ok. Coi như tôi nể cô, tôi nhận. Nhưng tính theo cách cũ, vai xong, phim xong, phim chiếu, giao đá. Ok. Vậy thì tôi sẽ lập tức nhắn địa chỉ và ngày giờ cho anh. Bye. Nó đã đồng ý. Như vậy là đã dụ được rắn ra khỏi hang. Bước tiếp theo là bắt rắn. Đồng ý đi. Anh sẽ làm chồng em đúng không? Đồng ý. Chúng ta sẽ làm cùng nhau. Đồng ý. Không vừa. Cảm ơn mọi người. Mọi người mệt rồi, đạo diễn mời mọi người uống nước. Đây, uống nước đi. Cảm ơn anh. Mời mọi người nha. Xuất sắc. Tại sao bây giờ tôi mới khám phá ra tài năng của cậu trẻ như vậy chứ? Diễn sâu thì ớn. Nè mọi người, có thấy cậu tốt diễn hay không vậy? Hay lắm. Diễn như Hollywood. Những hay coi đã, coi sướng, coi khóc luôn, coi cảm xúc lắm. Mà hay muốn xỉu. Nè, mình... Thôi, không có giận. Thật sự là hôm nay tôi rất hài lòng. Chút nữa sẽ có người đưa hợp đồng cho anh ký. Luân, cho anh chị diễn viên chính đi nghỉ ngơi đi. 30 phút nữa tập trung quay lại nha mọi người. À, mời anh chị. Diễn như vậy mà được ký hợp đồng đóng vai chính. Vậy chắc cái đám quần chúng của mình thành siêu sao từ lâu rồi ha. Đúng rồi. Thôi bà đừng có ganh tị. Trong lòng tôi lúc nào bà cũng là siêu sao. Trong lòng con má lúc nào cũng là siêu sao hết á má. Ba, làm ly nước cho đỡ khát đi ba. Ê, bỏ xuống. Hai người làm cái gì ở đây vậy hả? Ủa, thì uống miếng nước cho đỡ khát. Nè, tôi là diễn viên chính đó nha. Mày cho ngồi với đám quần chúng là sao? Còn không mau đứng dậy. Chỗ này không phải chỗ dành cho hai người. Xin lỗi. Người mới không biết. Nè, đi. Đi qua bên kia, chỗ này, vai trò của mình. Bên kia kìa. Dạ. Dạ mà. Trời nóng quá. Người như con tôm luộc đây nè. Trời nắng dày. Ướt gì. Đó. Trời ơi, làm gì mà nóng dữ vậy nè trời. Hiện trường đâu? Mắt cấp đâu? Làm bao gắn cho cái máy lạnh coi. Ôi. Như vậy đó mà quay ngoại cảnh chiều biết nữa. Anh than cái gì? Diễn viên quần chúng á, họ có cái gì đâu. Nhìn nè.
gì vậy? Làm cái gì vậy trời? Ôi. Em nghĩ sẽ có tác dụng chứ. Chị cứ yên tâm đi. Trời ơi, cái đoàn phim lại mang sống nhăn vậy? Tại sao cái chủ nghĩa của diễn viên chính còn thua của diễn viên quần chúng lại là làm sao? Có chuyện gì vậy Lớn? Cái này không liên quan gì tới đoàn phim. Bạn gái của anh Minh là đại gia, cho nên phục vụ riêng cho ảnh đó mà. Bạn gái đại gia hả? Đúng rồi đó, bạn gái của nó là đại gia đó. Đây, mời mọi người ăn trái cây. Ăn đi, ăn đi, ăn đi. Chị đại gia đó mời đó. Anh Tư, anh Tư, anh Tư biết nữ đại gia là ai không? Họ quen bao lâu rồi? Cái nữ đại gia đó là một doanh nhân ở bên Dubai về. Mỗi lần về là chỉ quen phải vài hot boy. Vài hot boy? Vậy là một lần quen tới mấy người luôn hả? Tại chỉ giàu quá mà, chỉ chi mạnh quá mà. Mấy hot boy đó phải mắt nhắm mắt mở cho qua. Muốn quen ai thì quen, nhưng miễn là đừng bỏ mình là được. Nghe đâu à, sắp tới đây nha, là chị sẽ mua xe hơi nè, biệt thự cho thằng Minh đó. Ồ, ghê thiệt ta. Nhưng mà có thiệt hay không? Ông có nhìn kỹ chưa hay là có chừng hóa quăng bơm đó? Bơm cái đầu mày. Gì chứ, quay đại gia sao còn đi đóng quần chúng kìa. Trời ơi, phải làm khổ người ta mới chi tiền cho mày chứ. Mày ngu quá vậy? Cũng có lý. Phụ nữ mà, thấy đàn ông khổ quá là tất nhiên là sẽ thương hơn. Sẽ cho cái này cho cái kia nhiều hơn. Ừ. Nhưng mà tôi muốn xác nhận lại là ông có thấy tận mắt là bà đó giàu không? Trời, sao không thấy tận mắt? Vợ tao là tài xế của bả mà. Chính vợ tao là người mai mối cho thằng Minh đó. Hèn gì, hôm nay không thấy chị ba. Thôi, bây giờ tao đi về đây. Chị mới mướn tao làm ông vú cho thằng Minh đó. Tiệc ngập mặt luôn. Về nha. Cái gì? Mày muốn vợ chồng tao giới thiệu cho mày bà doanh nhân Dubai hả? Ừ. Mà chú yên tâm đi, con không để chú thiệt đâu. Thằng Hoàng Minh mà nó trả chú bao nhiêu, con trả chú gấp đôi. Gấp đôi. Gấp ba. Gấp ba. Nhưng mà ok, chơi hết cái với chú luôn à. Gấp tư. Gấp bốn lần. Thôi được rồi, được nói một tiếng, không được thôi để kiếm đường khác binh, hiểu không? Chứ sáng giờ hai ly cam rồi. Hai ly hả? Thôi được rồi, vậy chiều nay á gặp vợ chồng tao ở khu biệt thự số 3. Vậy vợ chồng tao sắp xếp chưa? Thiệt cả chú Tư. Cảm ơn chú Tư. Ủa Phan. Dạ. Mày biết tiếng Anh không? Thiệt luôn á. Chú nghĩ sao chú Tư? Tiếng Anh cả thế giới ai không biết? Đúng rồi. Một mình con không biết thôi đó. Trời đất ơi, vậy cũng nói. Ơi. Ủa, chú biết không? Chú biết không? Tao là người thứ hai trên thế giới này không biết á. Nhưng mà hên cho mày là bà biết tiếng Việt. Sao không? Anh ơi, sao vậy? Con chỉ bị chóng mặt chút xíu thôi. Gọi xe cứu thương. Đừng gọi xe cứu thương. Tôi sợ bệnh viện. Tôi sợ xe cứu thương. Cho tôi đi về nhà cô đi. Hả? Anh ơi, anh gì ơi? Đã dụ được anh ta tới đây rồi. Bây giờ nhiệm vụ còn lại là của anh Tư và chị Ba. Xin chào, cô chủ của tôi đang bận nghe điện thoại. Nếu anh không chờ được, tôi sẽ cho người đưa em về. Được, chờ được á. Chờ được. À, vậy anh cứ ngồi đây nghỉ ngơi thoải mái. Thôi tới kìa. Ừ.
Dạ. Hai người đợi tí, tôi lên báo với cô chủ. Dạ, dạ, dạ. Thank you, thank you. Ê, sao rồi mày? Sao rồi? Chưa gặp cho nên chưa nói chuyện được gì hết á. Chưa gặp nữa hả? Ủa, bây giờ mày rảnh không? Chi? Giữ giùm tao cái bình đi. Chi cha? Đi toilet cái. Vô duyên quá à. Chuyện gì? Đến bàn đi. Không được. Được. Cô chủ nhà này rất là lạ. Đồ cổ mua mà cổ chưa quyết định để đâu thì không có được để lung tung. Vậy bà cầm đi. Mày thấy tay tao còn sống không? Giữ giùm đi. Lát nữa tôi nói tiếng tốt cho cô chủ cho. Nhớ vậy cha. Nhớ rồi. Đi nha. Đi đi. Ai đang cầm cái bình vậy? Đem vô đây. Mày đem vô đi. Cơ hội cho mày đó. Ủa dạ. Ừ. Cái bình chưa có bể. Khỏi đem vô nữa. Cái mũi tôi nó bể chưa? Còn nguyên như cái bình. Ê. 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 Thế ghê. Mày rảnh không? Chi? Giữ giùm tao cái bình coi. Cái gì vậy? Giữ giùm tao cái bình đi. Chi? Đi toilet. Đúng hả? Ừ. Trời, tao tháo đây được tao nè. Giữ giùm tao đi. Để anh bàn đi. Không được. Cô chủ nhà này rất là lạ. Cổ mà mua đồ gì về mà cổ chưa quyết định để chỗ nào là không có được để lung tung. Bà cầm đi. Cái tay tao có rảnh không? Đúng rồi. Giữ giùm đi, lát tao nói tiếng tốt cho cô chủ cho mày. Biết toilet nằm đâu chưa? Biết rồi. Lên quá. Sao kêu ẩm cái bình hoài gì? Bể rồi sao? Hên mày nãy có cái lỗ mũi nó đỡ lại. Không thôi bể mẹ nó cái bình rồi. Cái bình chưa có bể. Bể ra cái mũi tôi rồi. Tới rồi bé ơi. Xảy ra chuyện gì vậy? Ai cho vô đây? Chỉ cho. Về đi. Chỉ nó ngồi đây chơi. Về đi. Về đi. Không về. Về đi. Không về. Không về. Về đi. Dạ. Trời ơi, cái bình. Cái bình. Cái bình bể rồi. Nó bể cái bình rồi. Đại bình gia bào nhà cô chủ tôi. Anh có biết nó trị giá bao nhiêu không? 300 tỷ. Ai làm rớt bề cái gì mà ồn ào qua vậy? Bể cái bình. Sai bình nào? Dạ cái bình gia bảo. Thần linh ơi, cái bình gia bảo của tôi. Cái bình của tôi đâu? Ôi ơi, cái bình của tôi. Ai? Ai là người đã làm bề cái bình gia bảo của tôi? Ai? Báo công an! Báo công an bắt hắn ngay lập tức! Hắn phải bị trừng phạt! Báo công an! Cho vào tù! Nó không có 300 tỷ để cứu mình đâu! Thôi thôi! Xin mọi người tôi lại mọi người! Đừng báo công an tôi lại mọi người! Thôi! Cô chủ ơi! Mình đừng báo công an! Mình bây giờ mình giải quyết nội bộ đi cô chủ! Đúng rồi! Dạ biết rồi! Bộ đi! Từ từ nó có tiền nó đền! Nó lấy gì để đền? Có răng! Đền răng! Có mắt! Đền mắt! Ôi gì kì vậy? Cái bể cái bình kìa, cái bể răng mất mắt cái gì? Ghê vậy? Ý của cô chủ là mất răng đền răng, mất mắt đền mắt, mất của gia bảo đền của gia bảo. Phải. Làm gì có của gia bảo đền. Báo công an. Báo công an. Báo công an. Báo công an đi. Báo công an. Đi tù chung thân luôn. Thôi. Có. Có của gia bảo rồi. Có rồi. Cảm ơn em trai. Có gì đâu, chị em không à. Coi như là chị hai nợ em lần này đi. À, vậy chị hai giúp em một chuyện được không? Tất nhiên rồi, là chuyện gì? Chị hai cho em mượn viên đá này 2 tiếng.
Với lại á, tối nay á, chị hai tìm cách nào á mà để ba má ra khỏi nhà giúp em được không? Cũng được. Nhưng em phải nói cho chị biết là chuyện gì. Thì em muốn thử nghiệm một chút cho kịch bản mới của em đó mà. Khi nào xong thấy hay em sẽ đưa chị đọc ha. Ok. Vậy thì tối nay chị sẽ đưa ba má ra ngoài tới 10 giờ đêm. Yes, cảm ơn chị hai. Bác với anh Minh đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Rồi làm đi. Mà quên nữa, bác với anh phải hứa với con một điều kiện. Gì nữa mày? Là khi nào mọi chuyện trở về như cũ, bác và anh Minh phải minh oan cho con dục kịch bản. Với lại không được gã ép Phương nữa. Được rồi, tao hứa. Làm đi. Anh hứa với mày, anh sẽ giám sát bác để bác thực hiện lời hứa. Rồi, vừa lòng mày chưa? Ừ. Làm đi, qua giờ tốt giờ. Ồ. Ê, bùi da. Mày. Em xin lỗi. Tại vì hai người không chịu đứng lại chứ bộ. Mày, chắc chắn mày sẽ được cầm lại Phương. Ê. Hai người, tại sao lúc nào cũng đối xử tốt với những người phụ nữ xung quanh cái người hết vậy? Hai người nhất định sẽ được gặp thiện báo. Ông trời nhất định sẽ bắt các người phải gặp những điều tốt đẹp. Các người sẽ được quay về thế giới cũ. Để Út lại công bằng cho hai. Hai làm gì có em bé. Trời ơi. Em có thể dòng chơi đi khắp mọi nơi. Còn anh thì chăm con nhà và đem chở cả cuộc đời. Thật nước cười là nguyên giờ càng đi xa lạc. Tiền có những gì? Mày nhắc đứa đó. Đừng đường về. Tiền đâu tao đưa. Sao ba bóng túi chị? Thật hứa quá tao cãi mày ơi. Làm sao đây? Phải làm sao đây? Mày nát chưa? Không tốt chút nào. Người yêu tôi không thể nào là một ông chằn như vậy được. Tôi thà là tôi nắm tay chút xíu mà tôi bị đánh còn hơn là không được nắm. Này. Em phải chăm lo việc nhà, em phải chăm lo việc nhà. Cả thế giới cứ để anh lo, còn em chỉ chăm lo việc nhà. Không nên làm việc nặng em mà, tụi anh đàn ông mạnh mẽ mà. Vấn đề quan trọng anh sẽ lo hết nên em không cần phải lo xa. Đó là suy nghĩ trước khi lạc vào human world. Tất cả nỗi khổ anh đều hiểu hết những bất công em chịu từ lâu. Từ nấu ăn, từ giặt giũ cho đến những chuyện vặt khác. Anh nhận ra chỉ là kẻ lười nhác.